Xin chào mọi người, tôi là anh Tim. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về cách phòng ngừa nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Thứ nhất, vật dụng thông thường phải được vệ sinh hàng ngày, mỗi ngày ít nhất phải khử trùng một lần. Thứ hai, hạn chế dùng tay trực tiếp chạm vào các đồ vật, không bắt tay mà thay vào đó là chùm hai tay vào nhau, cũng nên tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm hoặc là vừa từ bên ngoài vào trong công ty. Khi không khí trong văn phòng không được lưu thông, khoảng cách tiếp xúc chưa được 1 mét và trò chuyện mặt đối mặt hơn 15 phút thì nên đeo khẩu trang. Nếu bị bệnh hoặc sốt thì nhất định phải đi khám bác sĩ và xin ở nhà nghỉ, bảo vệ mình cũng bảo vệ người khác nhé.